được người đời vị nể vì tư chất thông minh tuấn tú, khoan hòa. Dưới triều vua Trần Nhuệ Tông 1393, ông được bổ chức Xương Phủ Tổng Quản Chi Lăng. Thời nhà Hồ 1400, ông được triều đình phong chức hành khiển Thượng Thư Lệnh Hữu Tham Chi Chính Sự Đồng Bình Trương Quân Quốc Trọng Sự. Ông là tướng công Ngô Miễn. Danh nhân Ngô Miễn, tự Minh Đức, sinh năm 1371, triều Trần Nghệ Tông, nguyên quán tại Hương Xuân Hy, tục gọi Làng Hẹ, huyện Kim Hoa, phủ Bắc Hà, xứ Kinh Bắc, nay thuộc phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông vốn là thư sinh của một vọng tộc lâu đời, từ nhỏ đã được người trong vùng vị nể vì tư chất thông minh, dung mạo tuấn tú và đức tính khoan hòa rộng rãi. Năm 1393, triều Trần Thuận Tông, Ngô Miễn thi đỗ thái học sinh. Triều đình cử ông giữ chức đặc tiến quân sư Vinh Lộc Đại Phu, coi quân Thiên Cương, rồi lại bổ chức Xương Phủ Tổng Quản Chi Lăng, kiêm coi các lăng tẩm vua Trần ở phủ Thiên Trường. Trong thời gian trấn nhậm ở đất Thang Mộc, Ngô Miễn thường khảo sát tình hình đất đai và phong hóa miền này. Nhận thấy đất Thiên Trường tuy chủ phú nhưng còn hoang vu, trong khi bản quán quê mình người đã đông mà đất mỗi lúc một ít. Ông dâng tấu lên vua xin được bố trí các cuộc di dân. Kết quả, người Hương Xuân Hy kéo đến rất đông, lập nên 10 dòng họ: Ngô, Đỗ, Trần, Hoàng, Nguyễn, Phạm, Vũ, Đinh, Đào và Tạ, khai hoang các bãi bồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ năm 1392 đến năm 1396, ông đã cùng nhân dân khai khẩn được trên 200 mẫu ruộng và đặt tên là vùng Nhật Hy, nay là làng Xuân Hy, xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Những năm cuối triều Trần, do tình hình chính trị rối ren, Ngô Miễn cáo quan về quê dạy học. Người các nơi biết danh tiếng và chí khí của ông nên đưa con em theo học rất đông. Ông cũng dành thời gian để ngao du khắp nước, đồng thời còn bàn với gia đình đem tiền của ruộng đất nhà mình chia cho một số hộ nghèo để cày cấy mưu sinh. Năm 1400, dưới triều nhà Hồ, Ngô Miễn lại ra làm quan, giữ chức nội thái giám quân Thiên, chỉ huy quân của triều đình. Năm 1406, ông được phong chức hành khiển Thượng Thư Lệnh Hữu Tham Chi Chính Sự Đồng Bình Trương Quân Quốc Trọng Sự, tương đương chức tể tướng. Trong thời gian làm việc và giữ các chức vụ trong triều, ông luôn chứng tỏ là người tài năng đức độ, liêm khiết và có nhiều đóng góp cho việc cải cách xã hội đương thời. Năm 1407, nhà Minh dùng chiêu bài phù Trần diệt Hồ, phái đại quân sang gây chiến. Triều đình nhà Hồ lúc đó mới được thiết lập, chưa quy tụ tập hợp được lực lượng đủ mạnh để chống lại giặc Minh. Ngô Miễn cùng với quan quân triều đình tổ chức chống lại, nhưng trước thế giặc quá mạnh, lực lượng của triều đình dần dần tan vỡ. Vua tôi nhà Hồ lần lượt người thì đầu hàng, người thì bị giặc bắt. Tuy nhiên, với chí khí kiên trung, không chịu để rơi vào tay giặc, ngày 12 tháng 5 năm Đinh Hợi 1407, quan hành khiển Thượng Thư Ngô Miễn đã nhảy xuống cửa biển Kỳ La, nay thuộc Cẩm Xuyên Hà Tĩnh, Tuấn Tiết. Lúc đó ông mới 36 tuổi. Cuộc đời, tên tuổi và sự nghiệp của tướng công Ngô Miễn được lưu danh cùng sử sách và in đậm trong lòng nhân dân. Để tỏ lòng ghi nhớ tôn vinh công đức của tướng công, người dân tôn kính lập đền thờ ngay trên chính quê hương ông. Tên ông cũng được đặt cho con đường chạy dọc quê ông thuộc phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đường Ngô Miễn thuộc địa bàn thành phố Phúc Yên có chiều dài khoảng 3 km, điểm đầu tiếp giáp quốc lộ 2B, điểm cuối tiếp giáp đường Hai Bà Trưng. Đường Ngô Miễn không phải là tuyến đường trung tâm, nhưng lại có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với sự phát triển của xã hội cùng song song với các công nghiệp, dịch vụ, thì tuyến đường này là tuyến đường mang tên một doanh nhân của cái thời kỳ của nhà Hồ. Thế thì tuyến đường này là chủ yếu là thông thương với thủ đô Hà Nội. Nhân dân thì tập trung vào
mở mang buôn bán dịch vụ công nghiệp, phát triển kinh tế của nhân dân thì ngày càng là có nhiều hộ khá giàu và các hộ kém phát triển thì sẽ giảm đi. Không phải là tuyến đường chính không có sự sầm uất náo nhiệt, nhưng đường Ngô Miễn lại là tuyến đường có kết nối giao thông quan trọng giữa thành phố Phúc Yên với thủ đô Hà Nội. Điểm ghé chân đầu tiên của chúng tôi là đền thờ Ngô Tướng Công, Ngô Miễn. Đền Ngô Tướng Công nằm trong quần thể thờ tự đền, đình, chùa tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Đền với kết cấu một gian hai trái và hậu cung, với không gian rộng rãi, lối kiến trúc đồ sộ. Chính điện vẫn còn lưu giữ được ba cặp cầu đối. Năm 1991, đền Ngô Tướng Công đã được Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa. Nằm ở điểm giữa của tuyến đường là trường tiểu học Phúc Thắng, cơ sở 2. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2016. Song song công tác chuyên môn, bồi dưỡng trau dồi tri thức cho các em học sinh, nhà trường còn luôn chú trọng giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn cho các em. Rất vinh dự và tự hào khi trường tiểu học Phúc Thắng, cơ sở 2 chúng tôi được nằm trên con đường Ngô Miễn, một vị tướng tài năng và đức độ. Ngoài việc giáo dục tri thức cho học sinh, thì việc giáo dục tri thức văn hóa truyền thống về các danh nhân, anh hùng dân tộc qua các tiết dạy lồng ghép tích hợp, chúng tôi đã truyền đến cho các em tình yêu đối với quê hương đất nước từ những hành động, việc làm nhỏ của các em để góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp và an toàn khi đến trường. Sinh sống trên đường Ngô Miễn, chủ yếu là nhân dân tổ dân phố Xuân Mai 1, Xuân Mai 2 và Xuân Mai 3, với khoảng 700 hộ dân. Nhân dân nơi đây chủ yếu là những người buôn bán nhỏ và công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Phát huy cái truyền thống mà được mang tên đường của cụ Ngô Miễn là một danh nhân trong lịch sử, chúng tôi thường xuyên giáo dục cho các thế hệ, các cháu mai sau. Con đường Ngô Miễn thường xuyên xanh sạch đẹp. Chia tay con đường mang tên danh nhân Ngô Miễn, chia tay người dân Phúc Thắng, chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước nồng nàn, chính quyền và nhân dân nơi đây sẽ quyết tâm phấn đấu hơn nữa, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chuyên mục Những con đường mang tên danh nhân đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.